Không biết chỗ mấy bạn sao chứ chỗ của mình thời tiết dạo này nóng bức mà nó hầm hầm giống kiểu sắp tới mùa mưa các bạn. Nó hầm lắm, khó chịu lắm, người nó nóng nực. Mình mới đặt hai cái chai nước cốt chanh dây này về uống nữa các bạn. Chanh dây Tây Nguyên nha các bạn. Một sản phẩm của bếp rừng Tây Nguyên. Một chai như vậy thì khoảng 350ml, hai chai là 700ml. Người ta có ghi là nước cốt chanh dây đường phèn. Chắc là bỏ đường vô đây rồi, chắc đổ ra uống thôi. Mình sẽ uống thử nhé. Uống vào nó có vị ngọt thanh, có vị chua của chanh dây. Uống rất là ngon các bạn, uống kèm với đá nữa, rất là mát. Ngoài ra nó còn bổ sung các loại vitamin và khoáng chất cho cơ thể nữa. Mùa hè thì sử dụng những cái loại thực phẩm như vậy thì rất là tốt.